Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn hãy cùng mình đi dạo xem Paris về đêm có gì thú vị nhé. Thấy mấy chú này là thấy bất ổn rồi. Mình đứng khá là gần chân tháp rồi đấy. Thì mình sẽ sang bên kia đường. Sang bên kia kìa. Giờ mình trải nghiệm bên đây chưa đã. Bên đây thấy có mấy cái này hay quá. Pháp mình sẽ quay lại tiếp vì mình sẽ dắt hai cô con gái của mình đi chơi. Chúng ta mới nhìn được cái này. Đẹp thế. Đoạn này họ bày bán đồ lưu niệm rất là nhiều. Đồ lưu niệm rồi đồ chơi. Vì biểu tượng của Pháp là tháp Eiffel nên họ bán những cái biểu tượng hình tháp làm đồ lưu niệm. Khi mua các bạn nhớ mặc cả nha. Ngô nướng ở đây họ rắc muối lên. Hai vợ chồng mình mới đầu không biết nên đã yêu cầu không cần rắc muối. Nhưng đến khi ăn thì mình mới thấy rằng cái ngô nó rất là nhạt. Nên là mình đã hiểu rằng tại sao họ phải rắc muối lên. Ngô nướng ngay trên tháp này, anh đứng ở cái chỗ đoạn giữa này nhá. Cảm giác như kiểu anh đứng giữa của cái tháp luôn ấy. Nhìn này, đứng ở đây nhỉ. Cảm giác như chân tháp nó đang, cái chân nó đang đậu ở cái chỗ này luôn ấy. Cái chỗ này nó gọi là cái gì? Không biết tên luôn. Nó gọi là quảng trường vậy. Chỗ này là mình đang đứng giữa luôn. Cái giống như kiểu nhà hát lớn nhỉ? Đơn giản. Đứng ở chỗ này nó là giữa. Mình nhìn gọi là trực diện luôn. Thực sự là bên ngoài nó đẹp lắm nhưng mà bên trong quay ra nó như kiểu cái tháp nó bị còi ấy. Bên trong, bên ngoài nó đẹp lắm luôn. Không biết là có cái gì nhưng mà mình thấy cảnh sát đang tụ tập rất là nhiều đây. Mà súng cầm khá là nhiều, sợ. Đang tìm gì đây nhỉ? Đó, cảnh sát nhiều lắm luôn. Ai đấy cũng cầm súng. Không biết có cái gì xảy ra không.
Nhưng mà mình đang khá là sợ. Chị khá phải một tiếng là đủ lắm. Nhưng mà chính ra tầm này mà bỏ điện thoại ra quay thì lại không lo vì cảnh sát quanh đây rồi, các chỗ cũng chả lắm lộng hành. Quanh đây họ gạ bạn mua đồ lưu niệm rất là nhiều. Trong trường hợp họ học gạ bạn nhiều quá mà bạn không muốn mua thì bạn cứ nói là tôi không có tiền, là họ sẽ không bao giờ hỏi bạn nữa đâu. Đội bán hàng gọi là phải bơ lác ngay. Năm 2000, tháp được trang bị thêm 20.000 bóng điện nháy vào 10 phút sau 12 giờ trưa và 5 phút mỗi lúc chuyển giờ từ khi trời tối tới 1 giờ sáng. Để kết thúc vào lúc 1 giờ sáng, các đèn này nhấp nháy thêm 10 phút, không cùng hệ thống chiếu sáng thường. Just go.